Kính chào quý khán giả, quý vị đang theo dõi tin tức cập nhật trên kênh YouTube của báo Tiền Phong. Thưa quý vị, mới đây, Văn phòng Trung ương Đảng có văn bản thông tin thông báo của Bộ Chính trị về tình hình sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo thông báo của Bộ Chính trị, thời gian qua, theo yêu cầu của Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa điều hành công việc, vừa điều trị chăm sóc sức khỏe. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các lãnh đạo chủ chốt và thường trực Ban Bí thư đã trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung huy động đội ngũ các giáo sư, bác sĩ, nhân viên y tế, chuyên gia đầu ngành và những điều kiện thuận lợi nhất để điều trị, chăm sóc sức khỏe cho Tổng Bí thư. Thông báo nêu, đến nay, do yêu cầu cần phải tiếp tục ưu tiên dành thời gian để Tổng Bí thư tập trung điều trị tích cực và để đảm bảo công tác điều hành chung của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư căn cứ quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa 13. Trước mắt, Bộ Chính trị phân công đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước chủ trì công việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo trách nhiệm, quyền hạn được Bộ Chính trị quy định. Bộ Chính trị kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, tăng cường đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng, tiếp tục phát huy kết quả, thành tựu quan trọng, toàn diện mà đất nước ta đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt các mục tiêu Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 đã đề ra, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, chăm lo tốt đời sống tinh thần, vật chất cho nhân dân. Thưa quý vị, chiều 12 tháng 6, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp lãnh đạo chủ chốt để đánh giá về tình hình và kết quả công việc tháng 4, tháng 5 2024 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tại cuộc họp, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt đánh giá, hai tháng qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã nỗ lực cố gắng đạt được nhiều kết quả khả quan trong các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, công tác cán bộ và công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Nổi bật là chúng ta đã tổ chức thành công Hội nghị Trung ương 9, tổ chức kỳ họp thứ 7 đợt 1, Quốc hội khóa 15 với nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt là công tác cán bộ đã được thực hiện đồng bộ, kịp thời, được dư luận cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình cao, đã kiện toàn chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, kiện toàn và cho chủ trương, kiện toàn các chức danh lãnh đạo một số cơ quan đảng, nhà nước. Tình hình kinh tế xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được đảm bảo, thu ngân sách nhà nước tăng, tình hình tài chính ngân sách nhà nước tiếp tục được cải thiện, sản xuất công nghiệp duy trì được đà tăng trưởng, sản xuất nông nghiệp phát triển tốt, an ninh năng lượng, an ninh lương thực được đảm bảo. Lượng khách quốc tế đến Việt Nam, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực. Đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều dấu ấn tốt, đặc biệt là các hoạt động và lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, công tác phòng chống dịch bệnh, thiên tai được tích cực triển khai. Các lĩnh vực kiểm tra, kỷ luật, phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Hoạt động đối ngoại diễn ra thiết thực, hiệu quả, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam. Về một số công việc trọng tâm trong thời gian tới, lãnh đạo chủ chốt nhấn mạnh, bên cạnh những thời cơ và thuận lợi, chúng ta đang và sẽ đối diện với rất nhiều khó khăn, thách thức do tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, cạnh tranh gay gắt giữa các nước, xung đột leo thang, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh tác động nặng nề. Vì vậy, các cấp, các ngành tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, thống nhất, phối hợp nhịp nhàng, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ có hiệu quả, cụ thể là thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế, gắn với củng cố, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, có giải pháp ổn định thị trường, giá cả, nhất là đối với xăng dầu, các hàng hóa thiết yếu, nhà ở, lương thực, thực phẩm, thực hiện các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, quản lý chặt chẽ thị trường vàng, gắn với giữ vững tỷ giá, ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, ba chương trình mục tiêu quốc gia, các công trình dự án hạ tầng quan trọng, trọng điểm quốc gia, khẩn trương triển khai các quy hoạch đã ban hành, nhất là quy hoạch điện 3, các vùng, các tỉnh, tập trung hoàn thành việc phê chuẩn các quy hoạch còn lại, chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch phù hợp, đảm bảo đủ điện nước, xăng dầu cho sản xuất kinh doanh, sinh hoạt, tăng cường các biện pháp phòng chống thiên tai, cháy nổ, lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, bảo đảm an toàn giao thông, an ninh, an toàn thực phẩm. Tập trung làm tốt các công việc để chuẩn bị chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội 14 của Đảng. Tập trung hoàn thiện dự thảo các văn kiện Đại hội 14 của Đảng để trình Hội nghị Trung ương 10 theo kế hoạch rà soát bổ sung quy hoạch các cấp để chuẩn bị cho đề án nhân sự Đại hội Đảng các cấp. Tiếp tục làm tốt công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ,
đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi. Bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, triển khai có hiệu quả công tác đối ngoại, tăng cường quan hệ với các nước, các đối tác quan trọng, ưu tiên thúc đẩy và tổ chức chu đáo các sự kiện đối ngoại trong và ngoài nước, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Làm tốt công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh xử lý hiệu quả thông tin xấu, sai sự thật, thông tin chống phá của các thế lực thù địch. Chấn chỉnh tình trạng một số cơ quan báo chí chấp hành không nghiêm quy định thông tin tuyên truyền, đưa các tin bài thiếu kiểm chứng, hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích, gây hoang mang, ảnh hưởng tiêu cực trong xã hội. Thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, công tác dân tộc, tôn giáo nhằm hạn chế những tác động ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Sáng ngày 12 tháng 6, tại Phủ Chủ tịch, Ban chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam đã tổ chức phiên họp thứ 3. Tại phiên họp, Ban chỉ đạo đã nghe công bố quyết định của Bộ Chính trị về kiện toàn, bổ sung thành viên Ban chỉ đạo. Theo đó, Chủ tịch nước Tô Lâm giữ chức trưởng ban, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường giữ chức Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo. Bộ Chính trị quyết định bổ sung Chánh văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm thành viên Ban chỉ đạo. Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh những vấn đề lý luận rút ra qua tổng kết 40 năm đổi mới phải đi trước, mở đường, soi đường cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, biến nguy thành cơ, khai thông những điểm nghẽn về tư duy, nhận thức, làm rõ những đột phá về lý luận, phát triển, cung cấp cơ sở khoa học cho việc hoạch định chủ trương, chính sách phát triển, đồng thời khơi dậy khát vọng và phát huy ý chí, quyết tâm vươn lên của cả dân tộc, phấn đấu đạt mục tiêu của đất nước 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chủ tịch nước đề nghị Ban chỉ đạo tập trung đánh giá việc thực hiện tiến độ và nội dung các công việc trong kế hoạch tổng kết đã đề ra, trong đó nêu rõ những cách làm sáng tạo, hiệu quả cần tiếp tục phát huy, những vấn đề khó khăn, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ, bám sát chương trình, kế hoạch, xác định những nhiệm vụ cần tiếp tục thực hiện, đề ra lộ trình, phương pháp phù hợp với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng. Ngoài ra, huy động sức mạnh tổng hợp của các ban, bộ, ngành, địa phương, phát huy trí tuệ của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và các tầng lớp nhân dân trong cả nước vào quá trình tổng kết. Trọng tâm là xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết và chắt lọc kết quả tổng kết, góp phần xây dựng văn kiện Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14. Thay mặt Ban chỉ đạo, ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ tổng kết 40 năm đổi mới, đánh giá về nội dung, tiến độ và những kết quả đạt được cho đến nay. Theo đó, các nhóm tổng kết đã chủ động triển khai các phần việc được giao, các công việc cơ bản, bám sát kế hoạch đã được Ban chỉ đạo tổng kết thông qua. Theo báo cáo tại phiên họp, ngoài các cuộc họp của Ban chỉ đạo, Thường trực Tổ biên tập và các thành viên Tổ biên tập, các nhóm tổng kết đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm, cho ý kiến vào từng nội dung công việc cụ thể để đảm bảo tốt nhất tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ tổng kết theo kế hoạch đã được Ban chỉ đạo ban hành. Kết luận phiên họp, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam là một công việc rất hệ trọng đối với công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. Việc tổng kết giúp chỉ rõ những bài học kinh nghiệm, những vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn quan trọng, góp phần hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới, xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn, giúp cho Đảng hoạch định đường lối, chủ trương đúng đắn, bảo đảm thắng lợi cho công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh để không bị bỏ lỡ những thông tin mới nhất trong các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.